trong chuyến thăm và làm việc với Thành ủy Đà Nẵng vào sáng nay, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã chúc mừng Đảng bộ và chính quyền nhân dân thành phố trong thời gian qua đã nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, giữ được ổn định. Năm mới sắp đến, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị Đà Nẵng sẽ lấy lại thăng bằng và trở lại tăng tốc như trước đây. Để làm được điều này, Đà Nẵng cần xử lý thật tốt những tồn đọng chung quanh các dự án liên quan đến các vụ án, không để lãng phí nguồn lực của xã hội. Nhân dịp năm mới, thay mặt Đảng và Chính phủ, đồng chí Phan Đình Trạc đã chúc toàn thể Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng một năm mới vui tươi, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm.